Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ rất rẻ. Và hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là 10 giờ, hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và mấy buổi ngày hôm nay thì mình gia đình mình có việc riêng, thì mình không lên clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ được. Thì hôm nay thì mình xong công việc thì cũng là tạm ổn. Thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về để công lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ mới giá rẻ. Mình lại lên clip thanh lý cho các bạn, thì mong các bạn lại ủng hộ và đăng ký kênh cho mình thật nhiều các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Note 9. Đây ạ. Samsung Note 9 thì hàng này hai con này thì là hai con là bản là gì nhỉ? Note 9 này thì là rất nhiều người hỏi mình xem là có bản Note 9 là phiên bản 512 GB không bạn nhé. Để đáp ứng nhu cầu các bạn thì hôm nay nhà mình về được hai con siêu phẩm Samsung Note 9. Đấy, bản này là bản đặc biệt, phiên bản là 512 GB các bạn nhé. Máy này là máy loại đẹp nhé. Đây, máy hàng A loại đẹp nhé các bạn nhé. Note 9 này là phiên bản loại A này, máy đẹp này. Đấy, Note 9 đấy ạ. Phiên bản của Note 9 nhà mình nay thì nhà mình về được hai con màu xanh này. Đấy, hai con này thì là bản đặc biệt nhé. Hai con này thì là máy đẹp keng luôn các bạn nhé. Đấy, máy loại A này. Đấy, máy là xếp ở loại A luôn. Máy hai con này thì là máy đẹp keng luôn này. Đấy, máy đẹp leng keng luôn. Hai con này thì là gì nhỉ? Quân cho mình đều tất cả là bản Hàn này, hai sim hai sóng. Mặc định của máy Hàn về Việt Nam sẽ là một sim. Thì mình đây về đây mình đã om úp lên dòng quốc tế là hai sim rồi các bạn nhé. Đấy, mình sẽ soi sơ cua qua về sản phẩm là Samsung Note 9. Note 9 thì dần dần rất nhiều tính năng nhá. Đây, màn hình của Note 9 thì là màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K, các bạn xem phim 2K, 4K thì cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Note 9 thì là mở khóa nó sẽ có tính năng như là đây, đăng ký khuôn mặt này, mống mắt, vân tay này. Đấy, nhưng mình đây mình chỉ là khuôn mặt đây. Note 9 tuy ra được vài năm rồi nhưng mà nó đi trước với thời đại rất là nhiều các bạn nhé. Những sản phẩm mới tờ đấy, mở mặt đấy, mình chỉ nhìn mặt vào đây đã mở rồi các bạn nhé. Note 9 rất là hay. Nhưng mà bản này đặc biệt là chỗ là bản phiên bản của nó 512 GB nhé. RAM trong con này là RAM 8 GB này. Đấy. Đấy, RAM con này là RAM 8 GB này. Bộ nhớ là 512 GB. Nói chung là phiên bản 512 GB các bạn dùng thì tuyệt vời luôn. Không bao giờ lo đầy bộ nhớ hay là hết dữ liệu các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình nó màn hình tất cả hai con này như mình này. Loại máy loại A nhé. Thì tất nhiên loại A thì là rất là máy rất là đẹp nhé, đẹp keng luôn. Đấy. Màn hình thì là màn hình đẹp keng luôn nhé, không ả màu hay không lưu ảnh luôn. Hai con này nhà mình hôm nay về được duy nhất, hai hàng này thì rất là hiếm các bạn nhé. Đây, màn hình con này cũng đẹp keng này, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Đây ạ. Mình sẽ lướt qua em xem phim nghe nhạc cho bạn đấy. Nói chung là RAM 8 GB các bạn khỏi phải chê luôn, nó quá nhạy, nó quá nhanh luôn. Các bạn xem, đây còn phụ thuộc theo mạng nữa. Đây, nói chung là cái bản 512 GB à RAM 8 GB thì bạn nói thật với các bạn, chỉ có mạng các bạn yếu hay thế nào nhưng mà để nó lướt thì nói chung là quá nhanh xử lý thôi. RAM 8 mà bộ nhớ 512 GB là thoáng bộ nhớ, nó xử lý rất là sướng luôn. Mình sẽ vào xem phim nhạc vàng cho bạn luôn này, xem là loa sản phẩm Samsung, một siêu phẩm Samsung Note 9 như thế nào các bạn nhé. Đấy đấy đấy, nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn. Màn hình 2K thì các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời đây. Các bạn nhìn nghiêng không mua độ bóng bò gì các bạn nhé. Note 9 các bạn dùng bỏ tiền ra mua Note 9 rất là phê luôn. Có khi còn sướng sản phẩm đời mới bây giờ cơ. Đấy. Nhưng mà con này là phiên bản đặc biệt, RAM coi như là RAM 8 GB, bộ nhớ trong 512 GB các bạn nhé. Note 9 có hỗ trợ là chụp ảnh, các bạn chỉ cần bấm bút là sẽ chụp ảnh rất là tiện lợi luôn. Đấy, RAM 8 GB các bạn luôn. Không có độ lag trễ gì, nó quá là mượt luôn. Đây, quay phim thì có hỗ trợ là quay phim 4K luôn này. Này, quay phim của bạn có rẻ quay phim này. Quay phim của bạn quay phim 4K nhé. Các bạn quay phim thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Phiên bản 512 GB các bạn tha hồ lưu trữ luôn nhé. Đấy, Note 9 thì là máy đẹp keng các bạn nhé. Và sản phẩm Samsung Note 9 đẹp keng bên mình thì là hai con mình đều là bản Hàn. Về Việt Nam mình đã lên do quốc tế cho các bạn nhé, là hai sim hai sóng cho các bạn nhé. Còn các bạn nào muốn mặc định là một sim của nó thì mình sẽ về do gốc cho các bạn nhé. Đấy, và sản phẩm Samsung Note 9 phiên bản là 500 đặc biệt 512 GB này thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 6.900.000 nhé. Hai con này là phiên bản là máy là gì nhỉ, loại A nhé, loại đẹp keng các bạn nhé. Máy A là máy đẹp keng nhé.
bên mình đang thanh lý bạn bây giờ là 6 triệu 900k. Đấy. Mấy hôm nay thì nhà mình công việc bận một chút thì mình không level được. Thì là mong các bạn lại ủng hộ lại sản phẩm bên mình nhá. Đấy. Đây, số điện thoại liên hệ bên mình đây và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán và ở xa bên mình có ship. Đấy, rất là đơn giản thôi. Nhận hàng các bạn chọn trực chuyển khoản trước cũng được. Nhận hàng thanh toán cũng được nhá. Bên mình thì kiểu nào cũng được nhá. Đấy, máy đẹp keng là 6 triệu 9 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 phiên bản 512GB này thì các bạn nhớ làm liền sớm nhất nha các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được SIM Villa vào mạng cả 5. SIM Villa và 4G vào mạng cả 5 này thì là bên mình đang bán cho bạn với giá là 350k. Chỉ với giá là 350k các bạn đã sở hữu là SIM Villa vào mạng cả 5 là không mất tiền các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ mất là 350.000 thôi. Thì các bạn không phải mất thêm 1.000 nào được để vào mạng các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm điện thoại bên mình hoặc thích máy bên mình cũng được nhé. Đấy, SIM Villa vào mạng cả năm, giá chỉ với giá là 350k các bạn nhé. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con iPhone 6 thường này. Đấy, iPhone 6 thường. Con này là bản quốc tế 16GB. iPhone 6 thường phiên bản quốc tế 16GB. Ngoại hình thì con này cũng khá là ok các bạn nhé. Đấy. Đấy. Mình sẽ xem tình trạng pin cho các bạn nhé. Đây. Pin con này còn 94%. Đấy, pin con này 94%. Tình trạng con này là máy chỉ là mất vân tay thôi các bạn nhé. iPhone 6 thường. Nhưng mà con này là chỉ mất vân tay thôi. Phiên bản 64GB này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu rưỡi nhé. iPhone 6 thường. Quốc tế 64GB. Bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 500k các bạn nhé. Máy tình trạng chỉ là mất mỗi vân tay các bạn nhé. 1 triệu rưỡi các bạn. Đây ạ. Này, nhà mình thì còn mấy con giá rẻ đây. Con Oppo F9 này. Hôm nay nhà mình lại về con Oppo F9 này. Oppo F9 thì các bạn cũng đã biết rồi. Phiên bản của nó là RAM 4GB nhá. Đây. Oppo F9 phiên bản là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Con Oppo F9 này thì là ngoại hình khá là ok các bạn nhé. Thì con Oppo F9 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu 800k. Bởi vì sao các bạn mình bán tại sao mình bán 1 triệu 800k là máy hôm nay mình thâu lại của khách, tình trạng là máy bị máy khách báo mình là ép kính một lần rồi các bạn nhé. Khách báo với mình là ép kính một lần rồi. Ở bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 800k, sản phẩm là Oppo F9 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 ép kính này rồi, 1 triệu 800k này rồi, các bạn nhận hàng được sớm nhất các bạn nhé. Đây, nhà mình có mấy con nữa đây. Đây. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con Oppo này, con Oppo các bạn nhé. Con này là con Samsung M31 các bạn nhé. Samsung M31 này thì là mình sẽ nói sơ cua qua cho các bạn này. Đấy, M31 thì là phiên bản của nó là con này là bản công ty nhé. M31 này thì mình của mình là phiên bản công ty này. Đấy, hai SIM hai sóng. Cấu hình con M31 này mình sẽ xem cho các bạn nhá. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM ở đây. Đấy, cấu hình con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong là 128GB các bạn nhé. Con M31 là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con M31 này của mình là pin, con này là pin 6000 nhé. Đấy, M31 bên mình là pin 6000. Nói chung là với pin 6000 thì các bạn dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Màn hình con này là màn hình AMOLED. Đấy, màn hình của nó là hơn 6 inch các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó giọt nước này, hơn 6 inch luôn. Đấy, màn hình của nó là AMOLED. Đấy, ngoại hình thì con này máy đẹp còn 90 trên 90% nhé. Mặt sau khách vẫn còn nguyên ni lông này. Con này mà các bạn về bóc ni lông ra kiểu như mới luôn các bạn nhé. Đây, của đó là 1, 2, 3, 4 camera và một đèn flash. Con M31 này. Đấy. Con M31 phiên pin 6000 này. Con này thì là mình sẽ tặng kèm cho bạn một cái ốp này luôn. Thì khách mình mua của khách có cái ốp này rồi. Con này thì mình bên mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu 500k các bạn nhé. Đấy. Con Samsung M31 bên mình đang thanh lý bạn giá là 3 triệu 500k. Máy coi như là đẹp leng keng luôn nhé. Các bạn bóc bê lông ra sẽ thành như máy mới luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung M31 phiên bản là RAM 6GB, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, pin 6000 này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Nói chung là pin 6000 các bạn dùng phê lòi luôn. 3 triệu rưỡi các bạn nhé.
A8 2018. A8 2018 thì hôm nay nhà mình lại về được 3 cây các bạn nhé. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được 3 cây Samsung A8 2018. A8 2018 thì bên mình tất cả mình bên mình là phiên bản Hàn nhé, một sim một sóng. Đấy, A8 2018 bên mình tất cả là mình bản Hàn này, một sim một sóng. Cấu hình con A8 2018 này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Tất cả màn hình bên mình A8 mình thì màn hình đẹp keng nhé, không ảm bố hay không lưu ảnh gì. Ngoại hình máy đẹp thì còn 90/90% luôn. Đấy, nhà mình thì còn một chiếc màu xanh này, một chiếc màu gold này, toàn máy đẹp keng nhé. Đây, một chiếc màu đen, máy toàn đẹp keng luôn. Và sản phẩm Samsung A8 2018 này thì là màn hình của nó là AMOLED nhá, cho hiển thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. RAM 4, bộ nhớ trong là 32GB. Các bạn dùng cũng rất là ok nhá. Mà máy con này thì nó nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, các bạn dùng thì cực kỳ là phê loài luôn. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.4 triệu các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 2.4 triệu này, các bạn nhà mình sớm nhận nhé. Đây, máy đẹp keng nhá, 2.4 triệu cho bạn nhá. Đấy, hôm nay nhà mình về được 3 cây Oppo này. Này ạ, Oppo này. Đây, con đầu tiên này thì con này là con mình sẽ xem giới thiệu con này là con đây ạ, con này là con Redmi C2 à. Mình sẽ xem cho các bạn cái con này là Redmi C7. Đây. Con này là con Redmi C2, con này là phiên bản là RAM 2GB này. Bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Con Redmi C2 này thì nó giống con iDUC con A1K luôn. Đấy. Con Redmi C2 này lưng là chỉ thiết kế là vân vân thôi. Còn A1K thì nó sẽ sáng liền các bạn nhé. Con Redmi C2 này thì là phiên bản là RAM 2GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này cũng là 6 inch, hơn 6 inch. Pin thì là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đây, còn A1K thì pin cũng hơn 4000 luôn. Con Redmi C2 này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.500.000 cho các bạn nhé. Đấy. Ngoại hình thì con máy còn độ 90%. Đấy. Con Redmi C2 này các bạn về làm máy phụ chống cháy được. Pin hơn 4000, 1.500.000 cho các bạn nhé. Con Redmi C2 này 1.500.000 này. Và con này con Oppo A1K này. Con Oppo A1K này thì là cũng là gì nhỉ? RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB, nó giống y đúc con Redmi C2 luôn. Đấy, kiểu bọn hãng Oppo nó làm giống ít nhau luôn các bạn nhé. Con này thì là Oppo A1K này thì mình sẽ màu đỏ này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.500.000 nhé. Ngoại hình thì là máy còn độ 90%. Đấy, con này là 1.500.000 này, con Oppo A1K này RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Còn con này cũng là A1K này, con này nó sẽ đẹp hơn một chút các bạn nhé. Con Oppo A1K này thì cũng đẹp hơn một chút này. Đây, mình chưa chuyển tiếng Việt thôi các bạn nhé. Đây. RAM cũng là 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.650.000 nhé. Con Oppo A1K này, con này đẹp hơn con này này. Con 1.500.000 này thì vỏ bên Việt thì nó hơi xấu hơn một chút. Còn như này thì là nó đẹp hơn nhé. Con này đẹp hơn này, vỏ vẻ đẹp luôn này, đẹp trên 90% này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.650.000 các bạn nhá. Con Oppo A1K này, RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.650.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này, các bạn hãy liên hệ sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z7 Prime này thì là bên mình gì nhỉ? Ngoại hình thì con này của máy còn 90. Ngoại hình con này còn 90% các bạn nhé. Đây, vỏ vẻ cũng rất là đẹp luôn. Con Z2 Prime này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Con này là Samsung Z7 Prime nhé, mình có quên mất. Đấy, Samsung Z7 Prime. Phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý gọi giá là 1.500.000 cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime này, các bạn nhà hàng được sớm nhất, rất là đẹp luôn. Đây, máy giá rẻ thì nhà mình có mỗi con Oppo này, Oppo A37 này. Đây, máy bụi bụi theo thời gian thôi, mình chưa lau vệ sinh đi.
Còn Oppo A37 này thì là 9 lít cho anh em nhé. Đấy, 900k cho anh em. Đấy, Oppo A37 900k, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Các bạn dùng là máy phụ chống cháy rất ok nhé. Còn Oppo A1K này là 900 nhá. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được con này là con gì nhỉ? S6e này, đấy, Samsung S6e. Bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con này chắc là RAM 3, bộ nhớ 32GB này. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB con S6e này. Đấy, con S6e này, đấy. S6e này. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Đấy. Ngoại hình thì là vỏ cũ xấu theo thời gian, cũ phải theo thời gian. Mặt kính thì con này có vỡ nhá. Mặt kính thì hơi lè lè này. Đấy, các bạn dùng cũng rất là ok. Mặt lửa kính thì có hơi lè lè này. Đấy. Mặt kính thì lứt này, đấy, các bạn lứt đây, lứt đây, lứt đây. Đấy. Nói chung là dùng S6e các bạn dùng thích mà. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Con Samsung S6e mà vỡ kính này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ nhà mình cũng có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giới thiệu cho bạn. Thì là các bạn thích sản phẩm nào các bạn thấy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và các bạn liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng. Và giờ làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Mong các bạn đừng gọi mình sớm quá, muộn quá. Và bây giờ cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.